Hôm nay mình làm món gà ủ muối cả nhà. Thì ở đây mình chuẩn bị một con gà nè cả nhà. Gà này mình đã rửa sạch rồi, mình rửa mình chà mấy cái nước muối ở ngoài á, thì cả nhà có rượu á, thì cả nhà chà rượu cũng được. Ở đây mình khô khô gà thì mình cũng cắt ra mình ăn, mình không có biết ăn khô khô gà cả nhà. Thì ở đây gà ủ muối á, thì mình cần có là một bịch muối nè, muối cục nha cả nhà, và sả, và ở đây có chanh. Chanh á, thay vì mình lấy vỏ chanh với lại lá chanh á cả nhà, lá chanh hoặc lá chuốt, đây mình không có lá chuốt lá chanh thì mình lấy cái vỏ chanh cũng được, mình sắt mình lấy cái vỏ chanh thôi cả nhà. Thì ở đây mình có một cái miếng giấy bạc cả nhà, giấy để gói con gà lại á. Thì ở trong đây á mình sẽ để lớp muối ở trong trong con gà này, ý lộn nước muối trong trong cái này, mình sẽ gói cái giấy bạc lại cả nhà. Thì ở đây á mình sẽ sắt, mình chỉ lấy cái vỏ chanh thôi cả nhà ơi, tại vì mình không có lá chanh á, cho nên mình dùng cái vỏ chanh để cho nó thơm á cả nhà. Vỏ chanh này á, thì mình sắt mỏng ra. Cái món gà ướp gà ủ muối này làm cũng rất là đơn giản nữa cả nhà. Gà này của mình mua là gà thả vườn đó cả nhà, mà nó không có ngon giống như gà Việt Nam mình. Nói chung là gà Việt Nam mình thì có mua được loại gà Việt Nam thì còn ngon nữa cả nhà. Vỏ chanh này mình sắt mỏng ra, cả nhà đừng có để nhiều quá cả nhà, để nhiều quá thì nó đắng. Còn sả này á, thì mình đập ra cả nhà, mình đập để cho nó ra ra thơm. Mình sẽ quắn lại một ít, mình nhét vào trong con gà này nè cả nhà, mình quắn liên tục này nè, mình nhét vào con gà. Vỏ chanh mình cũng nhét vô một ít luôn cho nó thơm á cả nhà. Khi mà mình hấp lên á, con gà nó rất là thơm luôn. Thì muối này á, còn cái phần nồi này á, thì mình sẽ quấn với bạc lại. Quấn cái nồi về nè cả nhà. Cả nhà có lá chuối á, thì để lá chuối cũng được. Mình đây không, mình không có lá chuối, mình sẽ quấn lấy cái giấy bạc quấy quấn vòng cái nồi này đợi hết luôn. Mình sợ cái nồi nó bị hư cái này á. Mình đổ muối vào. Chắc mình đổ không hết nguyên bịch đâu cả nhà ơi. Tại cái nồi này nhỏ đó. Thì sả thì mình cắt ra mình bỏ vào để cho muối á, cho con gà nó không có dính dính muối á cả nhà, nếu như dính muối thì nó mặn lắm.
cái phần lá chanh này ấy, cái phần vỏ chanh này á, cả nhà đỡ vô đây luôn. Con gà này mình sẽ đỡ vào ngay cả nhà, mình đỡ nguyên con luôn. Vỏ chanh chứ, nói mình nó quên mình hộp này cứ nó lá chanh hoài. Và mình cái con gà này mình sẽ lấy cái giấy bạc đó cả nhà, mình quấn lại tiếp nha. Ở đây mình không có đậy nắp cho nên mình quấn lại cho nó kỹ kỹ cả nhà, để mình hấp á, khi mà mình để lên lửa mình lại nấu á, cái hơi của nó cả nhà nó không có bay đi, nó sẽ mau chín hơn. Thì con gà này á cả nhà nấu trong vòng khoảng hấp trong vòng 40 phút, làm khoảng 40-45 phút là con gà mình đã xong có thể nhà, đã có thể ăn được á. Mình làm kỹ kỹ á cả nhà, để cái hơi á nó không có bay đi, bóp như cái dành này lại. Ở đây mình không có nắp cả nhà ơi, cái nắp mình đậy vô cái là con gà nó không có được á, nên mình phải lấy cái kiếm này mình bọc lại cho nó kín. Nếu như bọc không kín là con gà nó sẽ không chín đâu nha cả nhà, nó ra hơi á. Mình nghĩ mình bọc hai lớp thì là đột được rồi đó cả nhà. Và mình tắt lửa lên mình nấu thôi cả nhà. Đây mình sẽ bỏ con gà lên bếp, mình nấu trong vòng khoảng 40-45 phút nữa cả nhà. Thì khi nào mà mình nấu trong khoảng được 10-15 phút gì đó, cái mình dặn lửa nhỏ lại, mình dặn lửa nhỏ lại là ok đó cả nhà. Khoảng 40-45 phút là con gà mình sẽ chín nha cả nhà. Ok, trong vòng mình đã hấp xong rồi nè cả nhà. Ây da, nóng quá cả nhà, còn nóng. Mình hấp xong cái mình đợi ở ngoài á khoảng nửa tiếng á, cho nó hơi nguội nguội mình mới mở ra được. Mình nghĩ là nó chín rồi đó cả nhà. Wow, ở trong này có hơi nước luôn á cả nhà. Luôn. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Nực nồng mùi xả luôn nha. Thơm quá. Đây con gà. Wow, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mình sẽ bỏ vào bên cái mâm bên kia. Là hấp dẫn luôn, muối nó cũng vẫn còn trắng luôn á cả nhà. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của mình nha cả nhà. Con gà ủ muối của mình nè cả nhà, con gà ủ muối của mình đã xong rồi nè. Nhìn rất là ngon luôn. Đây nè cả nhà, mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Đây mình lật cái đặt ngửa nó lên. Ui không được cả nhà ơi, mình phải bẻ cái này, mình phải ăn xé nó mới ngon. Bây giờ nóng quá. Mình ủ xong á cả nhà, mình để khoảng nửa tiếng á để cho nó nguội á, mà mình quên đâm cái lỗ cho nó cái hơi nó ra để cho con gà nó đừng có mềm quá đó. Cái này nó hơi mềm nè, nhưng mà cái này cũng vừa ăn, chồng mình ăn mềm. Ngon lắm cả nhà ơi. Quên nữa, mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Nó con gà này á, cái này phải được gà giống Việt Nam mình á cả nhà. Nóng quá cả nhà ơi.
cả nhà ăn cái đùi với mình nha. Nóng quá. Cái này để tủ lạnh đó cả nhà. Để nguội bỏ ở tủ lạnh ha. Con gà nó có vị ngọt, nó mặn mặn rồi cả nhà. Tại vì mình hấp muối á, cái hơi của nó bốc lên đó con gà đó. Nó mặn mặn, nó ngon làm sao á. Ngon. Gà này mà để nguội bỏ tủ lạnh tràn ơi. Bỏ vô bịch đó cả nhà. Mình thấy cái chị gì Madam Hương hay Madam Quỳnh Hường gì đó. Bạn của chị Trang Thàng á cả nhà, Trang Trần á. Bán gà ủ muối á. Nó ngon. Vàng ươm luôn á. Thiệt chứ mình ăn gà gì á cũng không sánh bằng gà mình thả vườn hết đó cả nhà. Nó ngon ha. Thịt nó ngọt mà nó chắc nữa. Gà này nó không được chắc thịt. Ngon quá. Lần thứ hai mình ăn nha. Ngon lắm. Cả nhà làm ăn thử. Cả nhà ăn khẩu vị mặn nữa á. Lúc cả nhà bỏ muối á, cái cả nhà rứa thêm lớp muối ở trên nữa. Mỏng thôi nghe. Lớp muối dày quá nó sẽ mặn đó. Wow. Ngon quá. Cái ngọt, cái nước ngọt của nó đó nó còn ở trong thịt gà luôn. Chứ không phải ủ, chứ không phải hấp kiểu này cái nước của nó hết đâu cả nhà. Gà ủ muối á cũng nhiều chị em tìm để mua ăn lắm, nhưng mà mình ở bên Malaysia mua hỏi mình thấy chị kia có mua cả nhà. Chỉ mua một con là khoảng trăm mấy tiền mã, là khoảng gần cả triệu tiền Việt Nam mình con. Nhưng mà gà ở bên Việt Nam, gà đó ở Việt Nam qua tất nhiên nó bán mắc, đúng rồi cả nhà. Xuất sắc luôn. Con gà nó vừa ăn ghê luôn. Ở trong đây xả luôn. Ngon quá à. Cái này cho mấy ông nhậu quá trời ơi, thiệt chứ. Ăn tới đâu xé tới đó. Ăn tới đâu xé tới đó. Thiệt chứ. Chồng mình nói mình á, nhìn mình ăn giết. Thiệt chứ. Hồi đó chồng mình nói sao, lúc chưa làm YouTube á, mình khó ăn lắm. Giờ làm YouTube gì mình cũng ăn á. Biết mình giống hơn là thánh ăn á cả nhà. Chồng mình nói ngon quá. Cái này thiếu rau chà. Đã quên lấy rau ha. Con gà làm vàng ươm ha. Cả nhà muốn làm vàng á, cả nhà quét nghệ
nhẹ mình á, quét lên cái da cho nó vàng. Cái này làm cái nhà ủ muối á, khoảng 40 phút là con gà vừa ngính luôn á, vừa ăn luôn. Đây mình làm xong mình ủ xong 40 phút hơn, mình tắt bếp mình để mình bao vậy, mình bịch vậy á, thêm nửa tiếng nữa cả nhà. Thì chồng mình á ăn ăn thật ăn gà dai, ảnh không chịu ăn. Mình thì khẩu vị Việt Nam, ăn gà dai. Mình xả trong đây là cái mặt trời, nó thơm gì đâu, nó thơm. Hồi nãy con gà lúc mình ủ á, nó thơm mùi xả nha. Mình tưởng đâu là mình bịch không chắc, ai về chắc, sợ không chín nữa. Ngon quá. Nãy mình ủ cả nhà, mình hấp á, muối á, muối nó nổi bốc bốc ở trong nồi luôn, nổi nghe hết hồn luôn. Cả nhà thấy không, cái nước của thịt gà còn luôn mà, con gà không có bị khô, vừa ăn lắm đây à. Ăn gà này á, xé ăn tay, sẽ ăn tay cầm bóc vậy mình ăn nó mới ngon. Ngon. Gà này ăn mình mà ăn nửa con dữ lắm rồi cả nhà. Ăn không hết đâu. Còn nửa con. Ăn cái cánh nữa đủ bộ. Mình ăn gà. Mình ăn cái cánh với lại cái đùi nè cả nhà ơi. Ngon quá. Ăn họ quên bỏ xương vô đây luôn. No quá cả nhà ơi. Ăn được nửa con rồi. Đó như mình thua. Thịt ăn không có được nhiều cả nhà ơi. Thịt á ăn không nhiều. Gặp mình là mình phá ăn rau nữa, chứ mình không thích ăn thịt. Mình mê ăn rau lắm. Rau hả, đưa mình ăn nhiêu cũng hết chứ. Còn thịt hả, thua, ăn không nổi đâu. Mình thường thì mình ăn cái đùi với cái cánh là mình thua đó. Mà bữa nay ăn nửa con gà là hay dữ lắm rồi đó. Còn nửa con cũng bự lắm chứ bộ. Còn nửa con rồi cả nhà. Gà này cũng gọn rồi chứ không có bự. Thấy không cả nhà? Cái này nó dính với cái muối nè, bị cháy cái cùi chỏ. Ngon. Thôi video của mình đến đây kết thúc rồi cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye.